Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Vâng, ta đang ăn hồng khế, mày cứ giỏi mày đến đây đi, ta sợ chị mời, ok luôn. Go daddy go, we back to gain that hook. Go daddy go, now pass it to my bro, let's go. Thì như ngày trước đây thì là cái công việc của bạn ngày trước đây là làm cái gì? Tam mao, các bạn biết tam mao như nào? Anh em hiểu tam mao như nào? Biết công việc tam mao như nào? Thì trước đây là bình thường, trước đây vẫn hay live stream những các thứ đúng không? Thì từ cái vô tình, từ cái hôm mà đúng rồi. Màu gì? Màu vàng. Màu xanh. Màu xanh. Nhớ chưa? Nhớ. Màu xanh nhớ chưa? Con mà nói màu vàng nên là bố không cho chơi đâu, nhớ chưa? Yeah. Màu gì? Màu vàng. Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh matcha Tama TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có thể giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với công ty trà Việt Anh, tinh hoa trà Việt, để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30. Thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàn cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chạm uống chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên? Đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585 89 86 88
0585 89 86 88 0585 89 86 88. À, mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, Tamao TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý, thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.